Còn sinh viên cái đầu dữ hoài. Ừ, nhớ lắm, nó nhớ bà ngoài cổ. Bạn không ở dưới con cho luôn không. Đúng rồi, tại nhà cũng là bán bia cho một tê thì nó đi qua nhậu là quá dễ rồi, qua là có bia rồi. Con mới nói anh đừng mấy cái ngồi chơi con một lát, ngồi muốn đi mới thấy được. Thank you.